Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60. Thì con này nó là bản AT&T các bác nhé. Và độ mới nó tầm khoảng 99%. Con này thì còn N1, áp suất thì nó hơi yếu, thì coi như cũng mất áp cũng được. Thì em đang bán giá là 42 củ các bác nhé. Thì các bác biết rồi đấy, dạo này cái V60 nó rất là ít hàng luôn, và cái giá nhập ấy nó cũng rất là cao, cho nên là em cũng bắt buộc phải bán giá nó cao lên thôi. Thì cái chuyện này thì những người bán lẻ như em cũng không đỡ được các bạn, phải phụ thuộc vào cái nguồn hàng mà các bác, mà thực sự là nó không có hàng để nhập luôn ấy các bác, hay là tùy các bác thôi. Các bác nào mà nhắm thấy có thể là mua được thì mua thôi, chứ còn mà giá thì mỗi nơi mỗi khác, cho nên là bọn em bán hàng thì nó cũng phải có chút lợi nhuận, thì còn bảo hành các thứ nữa, cho nên là bảo là rùa gà hay là chặt chém thì em cũng không biết đâu. Đấy, tùy các bác thôi, các bác thấy ok thì mua thôi. Đấy, rồi thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cái con này. Thì con này tất cả các chức năng đều ok hết nhé. Thì cái bản AT này, AT&T này, thì nếu như mà theo cái cá nhân em đánh giá nhé, thì nó chỉ sau cái bản T-Mobile thôi, về tất cả mọi thứ luôn đi các bác. Thì đương nhiên cái bản T-Mobile nó vẫn là bản ngon nhất, nhưng mà nếu mà tìm được ấy, thì là tốt, còn không tìm được thì dùng cái bản AT&T vẫn ok các bác nhé. Đấy. Nếu mà về sóng ấy, thì em chỉ đánh giá là cái bản Virgin và bản Nhật là sóng nó hơi 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 kém hơn thôi, chứ còn những bản AT&T này hoặc là bản mấy cái bản Screen hoặc là UCL hay cái thứ nó cũng đều là ngon hết các bác nhé. Nó chỉ nếu mà nói chung là nếu các bác nghĩ là so sánh cái độ cao thấp ấy, thì đương nhiên là T-Mobile vẫn nhỉnh hơn một chút, tại vì nó vẫn ổn định hơn và được người dùng người ta yêu chuộng hơn, và em cũng thích bán bản T hơn. Trước đây em toàn bán bản T thôi, nhưng mà đợt này nó không có để nhập, nên phải bắt buộc phải có con nào thì bán cái đấy thôi. Nhưng mà em gần như em không bao giờ, gần như không bao giờ bán bản Virgin các bạn. Đấy. Rồi ok. Thì đây, đây này cái cạnh dưới của nó đây. Đây cạnh dưới nó thì nó sẽ hơi bị lấm chấm sức sức bé bé ở chỗ này này. Đấy 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 đấy. Đấy, ở chỗ xíu dưới này một tí này. Đấy, bên này có một tí nữa này. Đấy. Đó. Rồi. Đây là cạnh phải này. Cạnh phải thì các bác yên tâm nhé, đẹp, còn đẹp lắm. Đây phải nói là đẹp nét luôn đấy. Đó. Còn đây là cạnh trên này. Đây. Cạnh trên cũng thấy cạnh trên nó rất là đẹp không nhá. Đó. Còn đây là cạnh trái đây. Cạnh trái cũng thấy nhé các bác nhá, còn rất là đẹp. Đó. Thì cái khung viền này nó chỉ xấu, nó thực sự là nó chả xấu đâu. Nó chỉ hơi hơi xước ở cái phần dưới này thôi, chứ còn những cạnh khác thì đẹp hết các bác nhé. Rồi. Còn đây là cái lắp lưng. Thì các bác yên tâm nhé, lắp lưng này còn rất là đẹp luôn. Quan trọng là cụm camera này, đấy, các bác nhìn này. Cụm camera này rất là đẹp luôn, gần như không có vết xước nào cả các bác nhé. Đó. Đây, thật là gần cho các bác xem. Đó, các bác yên tâm nhé. Cái cụm camera rất là nét luôn, không có vấn đề gì cả, còn nó là gần như không có xước. Đấy, cho các bác yên tâm. Còn đây là cái mặt trước đây. Đây. Thì nó vẫn còn một chút bụi gì đấy thôi, không quan tâm. Thì mặt trước này cũng thế, mặt trước này còn rất là đẹp các bác nhé. Đây. Mặt trước còn rất là đẹp luôn. Đấy, nó có một vài cái vết lông mèo rất là bé thôi. Đấy. Rất là bé thôi, nhưng các bác yên tâm nhé. Vài vết lông mèo rất là bé thôi, các bác yên tâm, không phải lo. Ở máy cũ thì bảo là nét căng thì nhiều khi nó không có đâu, nhưng mà nó đẹp như này là quá đẹp rồi, không có vấn đề gì cả các bác nhé, các bác yên tâm. Đó. Rất là đẹp luôn. Số là con này thì đánh giá 90% là thoải mái luôn các bác. Rồi ok. Thì đấy là phần ngoại hình. Thì em sẽ test luôn cho các bác cái những cái chức năng cơ bản đây, sóng sánh này, có nhận sim bình thường, quên chưa bật wifi. Đây, wifi bình thường các bác nhé. Đó, nghe gọi phát. À, hình như cái sim này hết hết tiền thì sao các bạn? À, vẫn biết nghe được. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử Đấy, dụng dịch vụ trả tiện tiền cận bình của thường này. Viettel. Để nạp tiền, quý khách thụ động bấm phím 1. Ok. Thì ở trong cái phòng của em đây này, cái sóng 4G nó rất là yếu như đây, nhưng nó vẫn lên được đây này các bạn này, nó chả khác gì bản T-Mobile, nó vẫn lên được một vạch bình thường. Đó. Ok.
Rồi, camera này, đây các bác này, cam trước đây, cam trước bình thường hết các bác nhé, nét bình thường này, rồi cam sau này, đó, bình thường hết các bác nhé, cam góc gần này, cam góc rộng này, đó, rất là nét luôn, rất là bình thường luôn các bác nhé, đó, ok. Và đây con này thì vẫn còn L1 đây các bác. Đây, dành cho bác nào mà thích xem phim thôi. Đấy, cái này thì liên quan đến các bác nào xem phim trên cái app Netflix thôi. Ok, cái gì ngoài này đây nhỉ. À đây, sẽ giới thiệu cho các bác bên trong nữa. Đây, vân tay cái thứ bình thường này. Đấy, và số IMEI, số seri còn bình thường hết các nhé. Con này thì đang chạy Android 12 rồi. Thì anh em dùng LG thì thấy là em cũng thấy anh em nói là bản 12 nó là ổn định nhất. Cho nên là nhiều bác thì sợ không dám lên 13. Thì các bác yên tâm con này không lên 13 đâu. Con này nó không có ROM ấy. Nếu các bác up bằng cái đâu nhỉ? Cái, bằng cái trong cái máy này luôn này. Trong máy này có luôn. Đâu nhỉ? Quên. Toàn là không. Đâu nhỉ? Hình như trong cái bản đấy tin tin này nó không có chỗ để các bác cập nhật lên đâu, hình như không nhầm là như vậy đấy, không có đâu đấy, cho các bác yên tâm nhé, không sợ nó lên tự động nó lên 13 đâu, nhiều bác sợ lên 13 luôn, nhưng mà thực sự là em thì em dùng cái máy nặng thế thôi, nó cứ lên được mới nhất là em lên đây, trong này không có luôn các bạn, không có luôn, không có luôn các bạn đấy, mỗi khi nó có cái phần trung tâm cập nhật đây, trong này bản này không có luôn, nên các bác yên tâm dùng bản này thì nó cứ ở 12 là ngon nhất rồi. Ok, ngoài này còn gì test không? À, thì em sẽ ăn vào trong test luôn nhé các bác nhé. Thì cái bàn này vẫn dùng cái lệnh của AT&T thôi. Đây, tiệm cận này, ánh sáng này, các phím bấm này, đó, các phím bấm bình thường hết nhé. Chuông này, rung này, cũng rất mạnh luôn. Xoay ngang xoay dọc này, đây là các mic này, mic dưới này, ok này, mic trên này, ok này, mic ở bên hông này, ok này, mic ở lưng này, ok hết các bác nhé, bốn cái mic này đều bình thường hết và không hề bị vang vọng gì cả. Rồi ok, chào thị. Thì đây là cái phần test cái cảm ứng. Đó, thì các bác yên tâm, con này là hoàn toàn bình thường hết. Đây thì có cái áp suất đây, thì bác nào mà thích áp suất thì con này nó nhảy nhảy yếu thôi, ví dụ đang là 8.6 đúng không? Đấy, nó gần như nó lên được 0.1 thôi, 8.5 mấy đó. Đấy. Con này chưa kín hay sao? Thôi, coi như con này là mất áp nhá, em cũng định tháo ra nhưng mà các bác yên tâm, đồ trong này đều là zin hết, các bác không phải lo. À, tháo ra thì nó hơi mất thời gian. Rồi, ok. Thì sang bên này sẽ đây IMPL bằng 1 anh các bác nhé. Thì dạo này gần đây thì là thấy anh em lên được hai sim rồi, nhưng mà hiện tại là V50, V60 vẫn chưa lên được hai sim, cho nên cũng chưa biết đâu được. À, cũng có thể sau này nó lên được hai sim đấy. Rồi, battery cái này thì nó sẽ không, không không đúng nữa đâu, nó sẽ không còn nữa. Từ 10 giờ xuống mới test được cái này thôi. Đó. Còn đây là cái màn hình. Thì các bác yên tâm nhé, màn hình của con này hoàn toàn đẹp, đẹp nét luôn, không vấn đề gì cả. À, không không hề có lưu ảnh gì cả các bác nhé. À, nhưng mà tuy nhiên ấy, thì khi mà test cái màn hình của con V60 ấy, thì em vẫn nói là cái phần phần viền này này, phần viền hai bên này hoặc là trên dưới ấy, thỉnh thoảng là nó vẫn đa số, không phải thỉnh thoảng mà đa số ấy, là nó vẫn hơi hơi có con nó hơi hơi ám vàng mà có con thì hơi hơi ám hồng các bác nhé, thì đấy là nó phải các bác phải nhìn thực tế các bác mới biết được thôi đấy, thì cái chuyện này nó đã hết sức bình thường nhé, tại vì V60 đa số là như vậy chứ các bác không phải lo nhé. Và con này thì hoàn toàn là con này nếu mà như như mắt em nhìn nhé thì nó hơi hơi ám hồng ở phần viền phải một chút này, hơi hơi thôi, hơi hơi, nhưng mà phải nhìn thực tế mới biết được, chứ còn các bác nhìn qua camera này các bác hoàn toàn không thấy đâu đấy. Nếu các bác yên tâm, nó hoàn toàn bình thường thôi nhé, con này chưa hề có lưu ảnh. Rồi thì quan trọng là cái phần
check cái cổng C này này, thì vì con V60 ấy, thì thường thường nó hay bị lỗi cái cổng sạc ấy, cho nên các bác mua thì rất là lo lắng, thì các bác yên tâm nhé, con này là cổng sạc còn còn zin và chưa hề có lỗi nhé. Thì đây là cái dây mà em hay hay dùng để mà test đây, thì cái dây này là dây A2C các bác nhé. Đấy. Thì các bác thấy không, nó hoàn toàn vẫn có sạc nhanh bình thường đây, à quên, mức đầy rồi đây, vẫn có cái vòng tròn và trong đó là cái tia sét các bác nhé. Thì đấy là cái biểu hiện của sạc nhanh các bác nhé. Đấy, và đổi đổi này đây, các bác nhìn thấy không, vẫn thế nhé. Đấy, cho các bác yên tâm, không không lo là con này bị lỗi sạc các bác nhé. Thì tuy nhiên khi mà cắm sạc ấy, thì các bác nếu mà dùng V60 thì em cũng khuyên các bác là cắm sạc thì cắm nhẹ nhàng thôi, thì nó sẽ dùng rất là lâu dài, cho nên các bác không phải lo. Nhiều bác lo lắng quá, làm anh nhiều anh em khác cứ mua cứ sợ. Thực sự là em cũng dùng V60 cả năm rồi, nên các bác yên tâm, tất cả những kinh nghiệm về V60 thì em đều có hết. Còn bắt đầu mà muốn kiểu là nó lâu dài thì các bác dùng dùng cái sạc không dây ấy. Đây, ví dụ như em cho nó sạc không dây này. Đấy, thì con này sạc không dây bình thường nhé. Đây. Nhưng mức pin đầy rồi. Đây, nó vẫn có sạc không dây bình thường các bác nhé. Đây này. Đấy, đang sạc không dây này. Đấy. Tại vì mức pin đầy thì nó sẽ không báo là sạc. Đấy, các bác yên tâm. Con này là hoàn toàn là bình thường hết. Ok. Xem là còn cái gì test nữa không? Rồi, ok các bạn. Thì bảo đảm cho các bác là con này về dùng cực kỳ ngon. À quên, nói về pin nữa, pin con này cực kỳ ngon nhé. Cái con này em sạc 100% từ lúc sáng, để từ lúc sáng đến giờ mà nó chưa hề tụt cái phần trăm nào luôn. Thì các bác yên tâm, pin con này nó rất là ngon, cho các bác yên tâm nhé. Rồi ok, bác nào cần thì liên lạc em ở số góc màn hình này nha các bác nhé, Zalo. Ok, chào các bác.